Chào mừng các em đến với kênh Thầy Liêm. Trong bài giảng hôm nay, thầy sẽ hướng dẫn các em toán lớp 5 trang 49 và 50 bài cộng 2 số hợp phần. Trong lúc xem bài giảng của thầy Liêm, nếu các em thấy quảng cáo, các em xem hết quảng cáo giúp thầy Liêm để thầy có thêm kinh phí làm nhiều bài giảng cho các em xem. Giờ mình sẽ qua bài giảng hôm nay cộng 2 số hợp phần. Ví dụ 1, đường gấp khúc ABCD có đoạn AB có đoạn thẳng AB dài là 1,84 m và đoạn thẳng BC dài là 2,45 m. Người ta hỏi là đường gấp khúc đó dài bao nhiêu mét. Như vậy là để trả lời câu hỏi thì mình sẽ phải thực hiện phép cộng, đúng không? Mình sẽ lấy 1,84 cộng cho 2,45 sẽ bằng bao nhiêu? Như vậy trước hết mình sẽ đổi về sang mét, đúng không? Như 1,84 mét đổi qua sang mét thì sẽ nhân cho 100. Như vậy là nhân cho 100 có nghĩa là dịch chuyển cho phải về hai con số, có nghĩa là sẽ bằng 184 cm. Tiếp theo là 2,45 m đổi qua sang mét, mình cũng nhân cho 100, có nghĩa là dịch chuyển cho phải về hai con số, mình sẽ được là 245 cm. Giờ mình sẽ lấy 184 cộng cho 245. 4 cộng 5 là 9, 8 cộng 4 12 với 2 nhân 1, 1 cộng 2 là 3 với 1 là 4, như vậy là 429 cm. 420 cm mình sẽ đổi ngược lại về mét. Sân mét đổi qua mét thì chia 100 sẽ bằng là 4,29 mét, đúng không? Như vậy mình sẽ có là 1,84 cộng cho 2,49. 1,84 cộng 2,45 sẽ bằng 4,29 mét, đúng không? Như vậy là nếu mình thực hiện mà mình đổi qua cm thì cộng, rồi sau đó mình đổi ngược lại thì mất quá nhiều thời gian. Như vậy mình sẽ thực hiện phép cộng trực tiếp. Mình sẽ lấy 1,84 cộng trực tiếp 2,45 bằng cách như sau. Thông thường thì ta đặt tính và tính như sau, mình sẽ đặt tính theo hàng dọc giống như vậy mà. Và mình để ý là dấu phẩy trên của dấu phẩy dưới mình sẽ đặt thẳng hàng từ trên xuống dưới nha. Dấu phẩy thẳng hàng từ trên xuống dưới được, đúng nè. Và mình cộng bình thường như số cộng số tự nhiên ha. 8 4 cộng 5 bằng 9 với số 9. 8 cộng 4 12 với 2 với 1, 1 cộng 2 là 3 với 1 là 4 với số 4. Và mình sẽ thêm dấu phẩy ở vị trí dấu phẩy của trên dưới nè. Kết quả cuối cùng thì dấu phẩy cũng là nằm vị trí đó luôn, đúng không? Như vậy mình sẽ thực hiện phép cộng như là cộng số tự nhiên. Sau đó cuối cùng thì mình sẽ viết dấu phẩy ở tổng thẳng hàng cột với dấu phẩy của các số hàng, đúng không? Và tiếp theo là ví dụ 2, mình sẽ tính tương tự. Mình lấy 15,9 cộng cho 8,75. Mình sẽ đặt tính như sau. Mình sẽ đặt tính sao cho cái dấu phẩy thẳng hàng từ trên xuống, đúng không? Hàng đơn vị thẳng hàng của hàng đơn vị, hàng phần 10 trùng với hàng phần 10 giờ mình tính, đúng không? Số 5 ở trên đây không có số gì hết, số 5 định xuống luôn. 9 cộng 7 16 với 6 với 1. 5 cộng 8 13 với 1 là 14 với 4 với 1. 1 với 1 nữa là 2 với số 2. Mình sẽ được là 2,4,6,5. Dấu phẩy mình sẽ đem đặt dấu phẩy sao cho thẳng hàng từ trên xuống, dấu phẩy sẽ nằm chỗ này nha. Như vậy mình sẽ thực hiện phép cộng như là cộng số tự nhiên. Sau cuối cùng mình sẽ thêm dấu phẩy ở tổng sao cho thẳng hàng với cột dấu phẩy ở các số hàng, đúng không? Như vậy là mình nhớ là muốn cộng hai số phần và sẽ làm như sau. Viết số hàng này dưới số hàng kia sao cho các chữ số cùng một hàng sẽ thẳng hàng với cột thẳng hàng cột với nhau nhé. Có nghĩa là dấu phẩy thẳng hàng dấu phẩy, hàng đơn vị thẳng hàng với đơn vị, hàng phần 10 thẳng hàng với hàng phần 10 nha. Sau đó mình sẽ cộng các số giống như là cộng các số tự nhiên thôi. Sau đó mình sẽ viết dấu phẩy ở tổng thẳng hàng cột với dấu phẩy ở các số hàng là ra kết quả cuối cùng, đúng không? Giờ như vậy là mình xong phần lý thuyết, mình sẽ qua tiếp phần bài tập luôn nha. Câu số 1, câu A chính. 58,2 cộng cho 24,3. Như vậy mình sẽ tính bình thường, đúng không? Mình sẽ lấy mình sẽ cộng từ trên xuống giống như là số cộng số tự nhiên. 2 cộng 3 là 5 với số này. 8 cộng 4 12 với 2 nhớ 1. 5 cộng 2 là 7 với 1 nhớ là 8. Giờ sau khi cộng xong mình sẽ thấy dấu phẩy trên dưới, đặt dấu phẩy ở tổng sao cho thẳng hàng với dấu phẩy của các số hàng là gì? Giờ kết quả cuối cùng sẽ là 82,5 nha. Tiếp theo là câu B. 19,36 cộng 4,08, đúng không? Giờ mình cộng từ trên xuống giống như số tự nhiên. 6 cộng 8 là 14 với 4 nhớ 1. 3 cộng 0 là 3 với 1 nữa là 4 với số 4. 9 cộng 4 là 13 với 3 nhớ 1. 1 với 1, số 1 này khi 1 nữa là 2 với số 2. Giờ thêm dấu phẩy cho thẳng hàng từ trên xuống dưới là được nha. Như kết quả sẽ là 23,44 nha. Tiếp theo câu C.
75,8 cộng cho 249,19. Giờ ở đây không có số, như giờ số 9 đem xuống nha. 8 cộng 1 là 9, viết số 9. 5 cộng 9 14, viết 4 nhớ 1. 7 cộng 4 11 với 1 là 12, viết 2 nhớ 1 tiếp. 2 này khi 1 là 3, viết số 3. Giờ đặt dấu phẩy sao cho hẳn hàng từ trên xuống, giờ là được nha. Như vậy kết quả sẽ là 324,99 nha. Tiếp theo câu D. 0,995 cộng cho 0,868. Giờ mình sẽ cộng từ trên xuống giống như là cộng số tự nhiên thôi. 5 cộng 8 13, viết 3 nhớ 1. 9 cộng 6 là 15, với 1 là 16, viết 6 nhớ 1 tiếp. 9 cộng 8 là 17, với 1 là 18, viết 8 nhớ 1 tiếp. 0 cộng 0 là 0, với 1 là 1, viết số 1. Giờ dấu phẩy mình sẽ đặt hẳn hàng từ trên xuống dưới là được. Như vậy kết quả sẽ là 1,863 nha. Giờ như vậy là mình xong câu số 1 nha. Câu số 1 của em là có kết quả giống như thầy. Để lại bình luận phía dưới video cho thầy qua bàn cùng xem nha. Mình sẽ quay tiếp câu số 2 luôn. Giờ câu số 2 đặt tính và tính. Giờ ở đây mình sẽ đặt tính giống như câu số 1 nhưng mà tính bình thường. Như vậy là 7,8 cộng 9,6 nhưng mình cộng từ trên xuống giống như số tự nhiên. 8 cộng 6 14, viết 4 nhớ 1. 7 cộng 9 là 16, với 1 là 17, viết số 17 vậy đúng không? Giờ mình sẽ phải mình sẽ đặt sao cho hẳn hàng từ trên xuống dưới là được nha. Như vậy kết quả cuối cùng sẽ là 17,4. Tiếp theo câu B. 34,82 cộng cho 9,75. Giờ mình sẽ đặt sao cho dấu phẩy từ trên thẳng hàng xuống dưới nha. Mình cộng từ trên xuống giống như số tự nhiên thôi. 2 cộng 5 là 7, viết số 7. 8 cộng 7 là 15, viết 5 nhớ 1. 4 cộng 9 là 13, viết 1 là 14, viết 4 nhớ 1 tiếp. 3 này khi 1 là 4, vậy kết quả sẽ là mình sẽ đặt dấu phẩy sao cho hẳn hàng từ trên xuống dưới là đúng. Như vậy kết quả sẽ là 44,57. Rồi thầy sẽ làm câu C nha. 57,648 cộng cho 35,30. Mình sẽ đặt sao cho dấu phẩy hẳn hàng từ trên xuống đúng không? Giờ mình cộng từ trên xuống giống như là cộng số tự nhiên thôi. Số 8 là đem xuống nha. Rồi số 4. 4 cộng 7 là 11, viết 1 nhớ 1 nha. 6 cộng 3 là 9, viết 1 là 10, viết 0 nhớ 1. 7 cộng 5 là 12, viết 1 là 13, viết 3 nhớ 1. 5 cộng 3 là 8, viết 1 là 9. Và mình khi dấu phẩy chỗ này cho hẳn hàng từ trên xuống. Như vậy kết quả sẽ là 93,018 đúng không? Giờ như vậy là mình xong câu số 2, mình sẽ qua tiếp câu số 3 luôn. Giờ câu số 3, nam cân nặng là 62. Nam cân nặng là 32,6 kg, tuyến cân nặng hơn nam 4,5 kg. Hỏi tuyến cân nặng bao nhiêu kg? Như vậy là mình thấy là nam cân nặng 32,6, tuyến cân nặng hơn, có nghĩa là nhiều hơn. Thì mình thực hiện phép cộng. Như vậy mình sẽ lấy 32,6 cộng 48 là về kết quả cuối cùng. Thầy sẽ làm câu số 3 luôn. Giờ thầy trả lời nha. Tuyến cân nặng là, người ta hỏi tuyến cân nặng bao nhiêu thì mình trả lời là tuyến cân nặng là. Giờ mình sẽ lấy 32,6 cộng cho 48 đúng không? Giờ ở đây thầy nhẩm luôn nha. Hàng phần 10 cộng hàng phần 10. 8 cộng 6 là 14, viết 4 nhớ 1. Giờ phải đặt đây nha. 4 cộng 2 là 6, 1 là 7, viết số 7. Giờ số 3 này đem qua rồi. Vì kết quả là 37,4 kg. Giờ đáp số là 37,4 kg đúng không? Giờ như vậy là mình xong câu số 3 nha. Giờ câu số 3 của em là có kết quả giống như thầy, để lại bình luận phía dưới video cho thầy qua bạn cùng xem nhé. Vì mình xong bài giảng hôm nay nhé. Nếu các em thấy bài giảng gì thì bấm thích, chia sẻ cho bạn bè cùng xem. Và em nào chưa đăng ký kênh thì bấm đăng ký, bấm chuông để xem những bài giảng mới nhất của thầy Liêm nhé. Thầy chúc các em học tốt, tạm biệt các em nhé.